Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết là sẽ triển khai lắp đặt hệ thống kiosk khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh khi đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện công trên địa bàn thành phố bắt đầu từ ngày 27 tháng 3. Sở Y tế cho biết hệ thống kiosk được kết nối mạng chứa 15 câu hỏi. Khi người bệnh bấm trả lời thì thông tin sẽ được chuyển ngay đến lãnh đạo bệnh viện. Qua thông tin này, lãnh đạo bệnh viện biết được những công đoạn nào trong quy trình khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh mà người bệnh còn chưa hài lòng, từ đó kịp thời có biện pháp chứng chỉnh dữ liệu từ hệ thống kiosk cũng được liên thông về sở y tế sở sẽ tổng hợp kết quả phản hồi về lãnh đạo các bệnh viện có tỷ lệ không hài lòng cao để có kế hoạch cải tiến quy trình phục vụ